Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay bên nhà em lại giới thiệu đến các bác một số những cái mẫu dòng sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm một số những mẫu combo bộ làm vườn, hàng cao cấp, xịn sò luôn cho các bác luôn đây. Bộ này thì nó gồm có cho chúng ta đó là 4 món. Một món đầu tiên đó là một cái cưa. Đấy, một cái cưa này, cưa gấp này. Một cái cưa gấp này. Một con cưa lách này. Đấy, một con cưa lách này. Hàng Made in Japan này. Một con kéo cắt cành này. Kéo cắt cành các thứ này, cắt tỉa cành cây này. Đấy, hàng Made in Japan này. Chất thép SK5 nhé. Chất thép SK5. Chất lượng luôn. Và một cái kéo tỉa răm. Một cái kéo tỉa răm. Đó. Chọn một cái bộ 4 món như thế này. Chọn một cái bộ 4 món như này. Bên nhà em đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 120.000 đồng nhé. Các bác lên cho em mã này, mã combo làm vườn. Đấy, 4 món. Giá chỉ có 120k thôi. Hàng đẹp mà giá vô cùng tốt cho các bác luôn. Đấy, hàng đẹp mà giá vô cùng tốt nhất luôn nhé. Nên là các bác có thể tham khảo cái mã này để các bác về sử dụng trong gia đình. Rất là tiện lợi và xịn sò luôn. Đấy, combo làm vườn 4 món. 120k. Đây, để em ghi luôn cái giá ra cho nó dễ. Để cho các bác dễ nhé. Bốn món này 120k 120.000 đồng. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, khóa cửa, khóa Đức, khóa đồng Germany. Dòng này dòng khóa đồng có nhé, mở khóa thoải mái luôn, mở khóa thoải mái và dễ luôn, hàng đẹp luôn nhé. Made in Germany của Đức. Hàng Germany của Đức này. Cực kỳ chất lượng. Một con khóa đồng Đức này. Thì bên nhà em đang có mức giá của nó 130k. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái khóa và 4 cái chìa. Một cái khóa và 4 cái chìa. Giá chỉ có 130.000 đồng. Đấy. Giá siêu tốt luôn nhé. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Khóa đồng Đức 130k. Một cái mã tiếp theo, khóa phanh đĩa. Đấy. Đấy. Khóa phanh đĩa này. Rất là an toàn luôn. Con này thì trộm thì nó cũng không để ý đến cái các bác khóa phanh đĩa đâu. Đấy, nên là nó rất là an toàn. Một con khóa phanh đĩa này thì 100k nhé các bác nhé. Hàng này thì hàng của thương hiệu Stroy. Đấy, cũng là của Germany của Đức. Stroy Germany của Đức. Đấy, 100.000 đồng. 100.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này là mã khóa đĩa, khóa phanh đĩa. Khóa phanh đĩa 100k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng máy cạo râu. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác cái dòng máy cạo râu Boss. Đấy, dòng Boss này. Hàng xịn sò luôn nhá, nguyên hộp. Nguyên hộp luôn, hàng mới luôn các bác này. Hàng mới nguyên hộp luôn này. Đấy. Bên trong này của nó thì trong hộp này nó đầy đủ các phụ kiện của nó này. Dây cáp sạc này. Cáp sạc này các bác cắm vào cái USB nhé. Đây, và các bác cắm vào đây. Đấy, các bác cắm vào đây này. Đấy, còn là cái đầu này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại của các bác này. Cái nước dao này. Đấy. Con này thì các bác bật lên. Dí lì này, dí lì 3 giây này, 2 giây này, 1 giây này, bật này. Đấy, còn các bác ấn nút này thì nó là tạm dừng. Đấy, còn các bác ấn nút này tạm dừng, ấn nút này lại bật lên này. Đấy, nó sẽ có cho chúng ta đó là bác nào râu quay nón này. Bác nào râu quay nón thì nên dùng cái này này. Các bác tông đưa đi, các bác cạo trên đầu đi. Đấy, xong là các bác gật xuống. Đấy, các bác cạo nhẫn thì các bác sẽ cạo cái này. Đấy là râu dài. Còn nếu mà các bác râu ngắn thì các bác có thể trực tiếp luôn ở cái đầu này. Hàng này thì thương hiệu của Boss. Đấy, tắt này. Các bác phải giữ 3 giây này. Đấy, thì nó mới tắt với khóa hẳn. Đấy, khóa hẳn. Hàng này thì đây, con này thì thông số của nó này, hàng của Made in Germany của Đức các bác nhé, hàng của Made in Germany của Đức, con này thì 5W này,
sử dụng sạc điện 5V cục sạc điện thoại của chúng ta đấy. Đó, hết pin các bác lại sạc, hết pin các bác lại sạc. Đấy, có cả tông đơ này. Và có cả cái cạo râu, có cả tông đơ và cạo râu. Hàng chất lượng luôn. Ở đây thì đây này, nó có chỉnh này, tốc độ nữa này. 75 này. 70 này, 65 này. Rất là tiện luôn nhé. Và hiển thị phần trăm pin các bác nhé. Đấy, và nó hiển thị phần trăm pin cho các bác này. Đấy, bật. Tắt. Một cái dòng máy cạo robot. Một cái dòng máy cạo robot thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó, đó là 600 ngàn đồng nhé. 600 ngàn đồng và bên nhà em bao gồm luôn cả cái phí ship cho các bác luôn. Hàng đẹp luôn, hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Hàng này là hàng mới nguyên hộp. Rất là xịn và rất là chất lượng luôn. Máy cạo robot. Máy cạo robot các bác nhé. 600k và bên nhà em bao ship. Một cái mã cạo râu tiếp theo này. Một cái dòng máy cạo râu của Panasonic ấy. Hàng này thì khi các bác nhận hàng ấy, là nó cũng là hàng mới nguyên hộp luôn. Khi các bác nhận hàng nó cũng là hàng mới nguyên hộp luôn này. Đấy. Bên trong này thì em bóc con mới ra xong em review con kia em đang test 2 năm nay rồi. Đây. Hàng mới luôn nhé. Đấy, đây là chưa lắp pin. Con này thì lại sử dụng bằng pin. Con này lại sử dụng bằng pin. Nhưng mà các bác lưu ý cách lắp pin này. Con nào cũng thế. Này, các bác lắp chú ý cái lắp pin ở dưới khay này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, các bác lắp pin đúng theo cái chiều của nó. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé. Hàng mới chưa qua sử dụng. Cái dòng này là hàng mới này. Còn đây là cái con mà em đã sử dụng 2 năm nay rồi. Hơn 2 năm chứ không phải 2 năm nữa. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái độ sầy xước. Đấy, là các bác biết rồi. Rất là ok luôn nhé. Pin này. Pin này sử dụng pin con thỏ. Nhưng mà em sẽ tặng kèm các bác là đôi pin Panasonic nhé. Sẽ tặng kèm các bác đôi pin Panasonic. Nhưng mà đây là ý là em lắp pin con thỏ này vào ấy, là ý là cái pin con thỏ này các bác cũng có thể sử dụng được. Đề phòng lúc hết pin thì chúng ta có thể mua cái pin này. Con này rất là tiện luôn. Lưỡi của nó này. Nó có sách mách cái trứng luôn nhé. Em sử dụng rất là lâu rồi nhé. Lưỡi là lưỡi thép nên là các bác không lo bị gì. Đây. Cái lưỡi này của nó là bằng lưỡi thép nên là các bác không lo bị gì. Này, lau sạch đi. Cái râu của các bác cạo ấy, các bác lâu không lau ấy thì nó bám ở đây thôi. Nhưng có lau qua đi là nó lại sạch và nó rất là sắc, không sợ gì. Không sợ hoen gì. Đây. Đây các bác có thể nghe tiếng này. Đây. Cạo rất là ngọt luôn nhé. Nó cạo rất là ngọt luôn và nó rất là sắc. Hàng của Panasonic. Hàng của Panasonic. Đây là hàng mới luôn nhé. Hàng mới luôn. Con máy cạo râu Panasonic này thì là bạn em nó gửi từ bên siêu thị Nhật về luôn nhé. Nên là các bác yên tâm, hàng đảm bảo cho các bác luôn. Giá của con máy cạo râu Panasonic này bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao ship nhé. 350k bao ship. Ngoài ra còn tặng kèm thêm cho các bác đó là một cái cặp pin. Cặp pin cho các bác luôn. Hàng đẹp chuẩn chỉ. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng ống nhòm. Một cái dòng ống nhòm này, hàng mới luôn nhé các bác nhé. Hàng này là hàng mới luôn này. Đây là nó có cái dây và cái rẻ lau này. Đấy, ở đây nó có 4 cái núm nữa này. Và một cái túi này, các bác có thể đựng. Đấy, các bác tháo ra thì các bác lại để vào đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Dòng này đây. À, con này thì 20x50, 168x1000m. 168x1000m. Thương hiệu của nó là Baleo. Hàng của Nga nhé. Con này hàng của Nga nhé. Rất là chất lượng luôn. Đây, cái này là nó sẽ theo mạch nhé. Cái này là các bác có thể chỉnh theo mắt của các bác này. Mắt của các bác ví dụ đến đâu là các bác chỉnh theo cái độ đúng như thế. Và ở đây là các bác điều chỉnh nhìn xa nhìn gần. Nhìn xa nhìn gần này. Đấy. Nhìn xa nhìn gần. Các bác điều chỉnh ở đây. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy cạo râu. Đấy, xin lỗi các bác nhé, nhầm. Ống nhòm nhé, một dòng ống nhòm. Con ống nhòm này thì ống nhòm của Nga, 340.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. 340.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc. Đây, nó có thể chỉnh cái mắt riêng này. Đấy, cộng trừ này. Đấy, nó chỉnh hai bên mắt riêng biệt luôn này. Nữa ở đây nữa này, nó có thể chỉnh ở đây nữa. Đấy. Rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn. Ống nhòm của Nga, 340.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác,
một cái dòng thanh LED. Thanh LED này. Con này thì thanh LED của Samsung. LED của Samsung nhá. Nó sẽ sử dụng cho các bác đó là nguồn điện là 220V. Đấy, hàng của Samsung, hàng xịn luôn. Nhà em thì có đầy đủ cho các bác ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Đấy, khi mà các bác về các bác sử dụng thì các bác cứ câu cho em là nối tiếp. Các bác cứ câu cho em là nối tiếp này. Mũi tên này nó vào với nhau này. Đấy, tất cả các cái là các bác cứ câu nối tiếp như này kia. Tất cả các cái là các bác cứ câu nối tiếp này vào cho em này. Đấy, có hai loại nhé. Nhà em thì có một cái loại là 1m, một loại thanh LED 1m và một cái loại thanh LED là 50cm. Đó, hai cái mẫu mã. Đây để em sẽ lắp vào. Em sẽ lắp một loại đoạn vào rồi em sẽ đấu điện vào em cắm cho các bác luôn nhé. Đấy, 1m và 50 thì các bác cũng có thể đấu vào với nhau được. 1m vào với 50 thì các bác đều có thể đấu với nhau thoải mái luôn. Đấy, 1m và 50 để các bác cũng có thể đấu với nhau thoải mái được. Thì em sẽ đấu cho các bác từ đầu đến cuối luôn. Đấy, tháo ra rút vào. Tháo ra rút vào. Thoải mái luôn nhé. Đấy, các bác lắp đúng chiều là được. Các bác lắp đúng chiều là được. Và đây, các bác sẽ cắm điện vào trên. Các bác có thể nhìn thấy. Sáng này, ánh sáng trắng này. Cái nhấp nháy này là hiệu ứng ở cái điện thoại nhé. Do hiệu ứng của điện thoại, ánh sáng của nó, cái độ sáng của nó khá là lớn nên là hiệu ứng của điện thoại của nó là nó sẽ sáng, nó sẽ như thế. Đó. Đây. Các bác có thể nhìn thấy. Cực đẹp luôn. Cực đẹp luôn, 1m và em sẽ rút bớt ra để cho đỡ nhấp nháy nhé. 1m và 50cm này, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nhé. Thanh LED Samsung. Còn thanh LED 1m thì bên thì em đang có mức giá đó là 30.000 đồng một thanh. 30.000 đồng một thanh nhé. Ánh sáng trắng và ánh sáng vàng thì đều bằng giá. Ánh sáng trắng thì và ánh sáng vàng thì đều bằng giá nhau. 30.000 đồng một thanh. Còn thanh 50cm đây thì giá của nó sẽ rẻ hơn. Giá của nó sẽ là 23.000 đồng một thanh. 23.000 đồng một thanh. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã LED Samsung nhé. LED Samsung. Hàng đẹp luôn. Các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng các bác, nhà em các bác kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đó, hàng đẹp. LED của Samsung này. Màu nào nhà em cũng có nhé. Để các bác làm những cái như kiểu là bàn bếp, đèn hắt, hắt của trần ấy, thì đều có thể rất là tiện. Hoặc là đèn quảng cáo. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng đèn âm trần. Đèn âm trần các bác nhé. Cái phi này của nó là miệng này của nó là 12cm. Là cái miệng này, đường kính của nó này là 12cm. Và đằng sau này thì các bác chỉ cần để cho em khoét lỗ cho em là lỗ 80 hoặc là 85. Đấy, hoặc 90 cũng vẫn được. Tại vì nó cái miệng này của nó là đến 12cm cơ. Rất là rộng. Đấy, con này thì nó cũng sẽ sử dụng cho các bác đó là đây. Thương hiệu nó. Đấy, LED driver này. Đấy, 12V, 28V, 300A này. 85W. Nói chung là điện yếu điện khỏe các bác con này có thể sử dụng được. 110, 220 đều sử dụng tốt. Đây em sẽ con này thì bóng đổi màu nhé các bác nhé. Bóng này nó đổi màu, nó có ba màu liên tục, ba màu ánh sáng, một màu này, hai màu này, ba màu này, ba màu đổi màu thoải mái luôn nhé các bác nhé. Đây và đây cầm an toàn luôn nhé, mà cũng rất là sáng luôn và nó cũng rất là sáng đó. Một cái mã này là bóng đèn âm trần các bác nhé. Bóng đèn âm trần. Bên nhà em đang có mức giá đó là 40.000 đồng một cái. Các bác mua 15 cái thì em sẽ tặng một nhé. 40k. Trên một quả này. Đấy. Và khi các bác mua 15 quả là sẽ được tặng một quả, là sẽ thành 16. 15 quả sẽ tặng một quả sẽ thành 16 nhé. Đấy, đèn âm trần. Đèn âm trần 40.000 đồng một quả. 40.000 đồng một quả. Hàng đẹp luôn. Đấy. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là tip. Tip của thương hiệu Kuo. Hàng thanh lý. Đấy, hàng công ty thanh lý này. Công suất con này là 60W, bóng dài 1m2.
Cái này là lớp tứ bóng nhé, cái ở trên này là lớp tứ bóng, bóng tiếp dài 1m2. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, để em lắp vào cho các bác. Ánh sáng trắng nhé. Ánh sáng trắng. Đây, để em sẽ quay cho các bác chi tiết này. Đấy, ánh sáng trắng cho các bác này. Hàng đẹp luôn nhé. Đó, để em cắm điện vào cho các bác luôn nhé. Đợi em một chút để em đấu lại cái chỗ điện này. Các bác về các bác tuốt cái dây này ra nhé, để các bác đấu điện vào. Rất là sáng luôn. Rất là sáng luôn nhé. Con này thì công suất của nó là 60W. Con này thì cực kỳ sáng luôn. Đấy. Không phải nói phét luôn, rất là sáng. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Độ sáng của nó sáng thuần túy luôn. Đấy. Một con típ như này thì nó là sẽ là kích thước của nó là 1m2. Típ này là típ dài 1m2 nhé. Công suất của này là 60W. Típ dài 1m2 công suất 60W. Điện 165 đến 265W đều có thể tải được. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 180.000 đồng một cái. 180k các bác nhé. 180k. Đấy. À, các bác lên cho em mã này, mã tuyết mét 2 nhé. Tuyết 12, 180.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác một cái dòng gáo múc nước. Đấy, ca này, gáo này bằng inox nhé. Các bác cũng có nơi gọi là ca. Còn này thì các bác múc để tưới cây, cái thứ rất là tiện. Múc để tưới cây, cái thứ rất là tiện. Đó. Hoặc là các bác múc nước ở bể, hoặc là các bác múc nước, nói chung là con này rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng. Đấy, tưới cây, tưới rau, bác nào mà dùng nó cũng rất là tiện. Kích thước của nó là 59,5cm. Miệng của cái ca, cái gáo này thì là nó sẽ là 16,5. 16,5 nhé. Cái mã này bên nhà em đang có mức giá chỉ có 60.000 đồng. Giá cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ ok luôn cho các bác luôn nhé. 60k. 60.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này là mã gáo múc nước. Gáo múc nước 60k. 60.000 đồng một cái. Một cái mã tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác một cái dòng củ sen. Củ sen này, con này củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh này. Inox luôn nhé. Củ này bằng inox bóng luôn nhé. Hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Hàng nội địa Nhật Made in Japan. Rất là xịn sò luôn. Đấy, rất là xịn sò luôn này. Hàng bóng này. Hàng bóng, hàng chất lượng luôn. Đây. Bóng chất lượng cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Mã này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 550.000 đồng. Ngoài ra thì khi các bác nhận hàng ấy, thì phụ kiện của nó là nó sẽ có cho các bác là cái chân chữ Z như này. Chân chữ Z này để các bác lắp vào. Thoải mái luôn. Đấy. Đầy đủ bộ luôn nhé. Đầy đủ bộ của nó luôn. 550k và bên nhà em bao ship nhé. Bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã củ sen. Củ sen. Một cái mã tiếp theo. Một cái vòi Larabo. Củ đồng này. Lõi đồng này. Đấy, dây cấp các thứ đầy đủ nhé. Sẽ có dây cấp các thứ đầy đủ để các bác bắt vào. Chỉ về là bắt vào và sử dụng thôi. Đấy, dây cấp đầy đủ. Đây các bạn để các bác bắt trên chậu này. Hàng inox bóng. Xịn sò luôn, nội địa Nhật Made in Japan. Con này thì mềm hơn, giá mềm hơn. Giá của nó bên nhà em đang có mức giá đó là 450k. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo. Vòi Larabo 450k. Bao ship. Bao ship 450.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng vòi Larabo nữa. Con này thì mẫu của nó khác. Con này mẫu của nó khác luôn nhé. Hàng xịn luôn này.
Đấy, con này thì nó giá sẽ cao hơn. Bên trong củ này của nó là củ đồng. Bên trong củ này của nó là củ đồng này. Đấy, cái vòi này thì các bác có thể xoay được. Cái loại này là loại khác, màu của nó cũng khác. Đấy. Hàng này của nó cũng là hàng nội địa Nhật Made in Japan này, inox 304. Con này cũng là củ nóng lạnh. Củ nóng lạnh. Gật gù rất ok luôn. Cái mã này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 650k. 650.000 đồng nhé, phụ kiện cũng đầy đủ luôn nhé. Dây cấp dây cổng các thứ là đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, cả hai bộ đều đầy đủ hai loại. Các bác lên cho em mã này là mã Larabo xám. Đấy, Larabo xám nhé. Các bác lên cho em mã này mã xám. 650 550k. Bao ship luôn. Đấy, mã Larabo xám 550.000 đồng bao ship cho các bác cái mã Larabo này. Xịn sò. Đẹp. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Vòi Larabo xám 550.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng cây sen phím đàn. Đấy, con này thì đây. Nó sẽ có cho chúng ta đó là phím đàn như thế này. Đấy, và nó sẽ hiển thị. Nó sẽ hiển thị. Đấy, nó sẽ hiển thị như ở trên mặt hình các bác đang nhìn thấy. Đó, rất là tiện lợi, xịn sò luôn. Đó, ở đây, mặt hình ở đây nó sẽ hiển thị nhiệt độ. Và các bác có 4 cửa xả nước. Đấy, 4 cửa xả nước. Rất là xịn sò luôn. Hàng này thì của Germany của Đức. Design Germany của Đức này. Đấy, rất là tiện lợi. Vòi xịt. Xịt nước này. Xả tự do này. Đấy, bát sen này. Bát sen này. Đấy, và cây sen đây. Cây sen. Cái cây sen này thì đây, các bác có thể rút ra rút vào nhé. Cái cây sen này này thì các bác có thể rút lên rút xuống. Rút lên rút xuống luôn. Đó, rất là tiện lợi. Và nó có đầy đủ bộ để các bác bắt vật giá và tường các thứ đầy đủ hết nhé. Không thiếu một cái gì cả. Đấy, con này thì các bác có thể rút lên rút xuống được. Đấy, rút lên rút xuống được nhé. Đây các bác tháo cái ốc ra. Và các bác có thể rút lên. Rút lên nó tầm 50 cm nữa vẫn được. Đấy, nhưng mà hầu như là chúng ta cũng không có ai mà có chiều cao mà lớn như thế, tại vì từ từ cái củ sen này các bác lên đã cao rồi, còn lên đây nữa, nên là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã cây sen nhé, cây sen phím đàn. Đấy, giá của con cây sen này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 1.900.000 đồng nhé. 1.900.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đấy, bát này của nó thì các bác có thể chỉnh tia được. Hàng đẹp luôn. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng vòi xịt vệ sinh này. Đấy, nó sẽ có cho các bác đây. Bọc bộ mới luôn cho các bác luôn. Đầy đủ luôn nhé. Một cái bộ mới của nó này. Sẽ có bếp xịt này. Giá này. Cái giá để các bác treo này. Cái giá để các bác treo này. Và ở đây nó còn có cả dây cấp này. Dây này thì dài hơn 1 mét nhé. Dài tầm 1,2 mét. Đó. Hàng chất lượng luôn. Đó, các bác lắp vào. Đây. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã dây vòi xịt. Vòi xịt vệ sinh. Con vòi xịt này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 130k. 130k. Đấy, xịt. Vệ sinh. Xịt vệ sinh 130.000 đồng. Một cái mã sản phẩm xịt vệ sinh này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái giá treo khăn này. Bác nào mà vị trí chật hẹp thì các bác có thể để dùng sử dụng được. Mở ra này, đóng gấp lại. Đấy. Rất là tiết kiệm diện tích luôn. Ở đây thì các bác có thể treo khăn. Đấy, treo khăn này. Đấy. Các bác mà muốn chặt đấy thì các bác cứ ấy chặt vào. Đây, các bác cầm hai cái này. Nâng ra nâng vào này. Kích thước của nó nhé. Năm mươi chín cm. Chiều ngang của nó là 59 cm. Chiều cao này của nó là đây, đò đến đây thì 35 cm không nhé. Nó bằng inox 304. Rất là chắc chắn. Khung của nó rất là chắc chắn này. Các bác bắt lên tường, các bác sử dụng rất là ok luôn. Treo nặng nặng một chút cũng được. Treo quần áo các thứ, phơi quần áo này.
đều rất là ok luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã giá treo khăn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 400.000 đồng. Bao ship 400.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã giá treo khăn này. Đấy. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng giá treo góc. Bác nào mà góc tường chật hẹp ấy, thì đây con này rất là hợp. Cái mã này rất là hợp luôn. Tổng chiều cao của nó nhé. Ba mươi bốn phẩy bảy. Tổng chiều cao của nó 34,7. Chỗ rộng nhất của con này nó sẽ là 30 cm. Mà cái diện tích mà nó tốn ý, thì đây từ góc tường ra như 23 cm thôi. Mà trong góc tường, 23 cm các bác cũng không làm gì được. Thì các bác để đây. Con này thì các bác để son, phấn, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa rửa mặt đều ok. Đấy. Trên thì ví dụ các bác để những cái cao hơn. Đấy. Bên dưới các bác sắc thơm các thứ để cho nó thơm tho phòng tắm rất là tiện. Giá inox. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 350k. 350k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này mã giá góc. 350k. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Cái mã này bên em bao ship toàn quốc luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Và cái hàng nhà em thì các bác yên tâm, đó là nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ. Nên là không phải lo lắng. Đó. Giá inox. Giá góc. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một con máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng đây. Giá của nó bên em đang bán với mức giá đó là 300.000 đồng. Sử dụng nguồn điện là nguồn điện 220V, công suất 1200W. Đó, hàng nội địa Nhật Made in Japan, hàng thương hiệu Toshiba. Này, giá treo này. Rất là xịn sò luôn. Ui. Nó hai cấp độ chứ. Rất là tiện lợi luôn. Xịn sò. 300.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này. 300.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Đấy, 300k vào bên nhà bao ship. Đây cái này các bác có thể tháo rời ra được. Cánh quạt của nó rất là khỏe. Rất là khỏe luôn nhé. Đấy, các bác có thể lắp tháo ra lắp vào. Nói chung là rất là tiện và hàng này nó là hàng sử dụng rất là bền. Đấy, nó sử dụng rất là bền nhé. Nhiệt lên rất là mạnh luôn. Máy sấy tóc của Toshiba 300.000 đồng vào bên nhà bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Máy bơm nước Panasonic. Máy bơm nước của Panasonic này. Con này thì sử dụng nguồn điện 220V. Công suất của nó là 200W. Đẩy cao 30m, hút sâu 9m. Dung tích 45 lít trên mu tia này. Hàng này thì sản xuất tại Indo. Chạy rất là ok luôn. Đấy. Chạy rất là ok luôn nhé. Rất là xịn sò. Đấy. Rất là êm. Con này chạy rất êm mà đẩy rất là khỏe luôn nhé. Con này chạy rất là êm mà đẩy rất là khỏe luôn. Đó. Hút này, đẩy này. Xịn sò luôn. Hàng của Panasonic. Hàng của Panasonic. Con này thì sản xuất tại Indonesia. Indonesia. Còn một con duy nhất này, thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đấy. 1.500k. Bao ship 1,5 triệu và bên nhà bao ship toàn quốc nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bơm Panasonic. Máy bơm Panasonic nhé. Bơm này là không phải bơm tăng áp đâu. Bác nào muốn lấy bơm tăng áp thì cứ bảo em, thì em sẽ kiếm cho con Panasonic ngon. Còn là con bơm này là chỉ có là bơm đẩy cao thôi. Bao cho các bác khoảng 4 tầng 4 đến 5 tầng thoải mái. Bơm này 4-5 tầng thoải mái luôn cho các bác luôn. Đấy. Máy bơm của Panasonic. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Camera quay 360 độ nhé. Con này camera trong nhà. Mã là C6N. Smart Home Camera này. Quay 360 độ.
cảm biến chuyển động, bắt wifi, đàm thoại hai chiều, chế độ quay ban đêm, chế độ ghi hình tự động, chế độ đi ngủ, có thể sử dụng thẻ nhớ 256GB và hệ thống lưu trữ đám mây. Con này nhà em đang sử dụng, mới hôm qua sửa lại nhà, đang sửa lại cái lán, tháo ra. Hàng đẹp luôn. Con này nó bắt được wifi rồi nhé, mà nó lại còn có cả cái cổng này. Nó lại có cả cổng USB này, để các bác có thể cắm mạng trực tiếp luôn. Đấy, các bác có thể cắm mạng trực tiếp luôn, vẫn được. Camera. Hàng đẹp luôn nhé. Đẹp và xịn sò luôn. Đó. Con camera này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 520.000 đồng. 520k. Bên nhà em bao ship luôn. 520.000 đồng nguyên cam không, và bên nhà em bao ship. Còn các bác lấy theo kèm thêm thẻ nhớ. Thẻ nhớ nhà em là thẻ nhớ 64GB cơ nhé. Thẻ nhớ 64GB. Giá chỉ có 150k thôi. Và lưu ý nhé, là cái giá thẻ nhớ này là khi các bác lấy cùng cam thì mới có giá đấy. Còn nếu mà các bác lấy nguyên thẻ nhớ không thì giá của nó sẽ là 200k một cái thẻ nhớ. Đấy, em không ghi vào đây, tại vì em bán kèm theo cam thôi. Thì là các bác thêm cho em một cái cam này và một cái cả bộ như này, thì em tính cho các bác là bớt luôn tiền nữa là thành 650.000 đồng. Bao ship cho các bác là một cam một thẻ nhớ 64GB. Một camera một thẻ nhớ 64GB. Đấy. Là 650.000 đồng bao ship, còn nguyên cam không là 520. Đấy, đây là cái cam này, là thẻ nhớ này là nói thật là lấy hộ lấy kèm các bác thôi, không có lời lãi gì cả. Còn nếu mà các bác lấy nguyên cam không cũng được. Em rất là vui vẻ luôn, tại vì cái thẻ nhớ này cũng không có lời. Một số bác có bảo em bán đắt, nhưng mà thực ra là các bác đang mua cái thẻ nhớ 32GB mà con này 64GB thì nó gấp đôi cơ. Một cái mã tiếp theo. Còn ít ly giữ nhiệt. Ly giữ nhiệt nhiệt vãi. Đấy, cái này thì dòng này thì hết lại về. Hàng mới chưa qua sử dụng. Hàng chưa qua sử dụng luôn, cũng không thể tránh được một số những cái vết mà gọi là đây như này này. Đấy. Nó cũng không phải là cái nào cũng có, nhưng mà mỗi có ví dụ một tí tẹo teo, gọi là hàng nó là hàng bãi mà cũng không thể tránh được. Đấy, con này là hàng nội địa Nhật. Nó là hàng nội địa Nhật này. Nói chung là đẹp, con này đẹp không tì vết luôn, inox hai lớp. Có một cái điều lưu ý cho các bác khi bác sử dụng cái dòng ly giữ nhiệt này, đó là các bác đang nước nóng này, ví dụ các bác đang đựng ở trong này nước nóng, các bác không hất đi và các bác đổ trực tiếp nước lạnh vào thì nó sẽ gây ra sự là làm hỏng cái lớp chân không bên trong, và nó sẽ gây mất nhiệt và nó sẽ toát mồ hôi. Còn các bác bình thường không dùng không thì thoải mái luôn, bao cho bác luôn, để đá vào đây nhé. Nếu mà các bác để viên đá ấy, viên đá lạnh ấy, nó các bác để im trong này đúng 5 tiếng mới tan hết. Để ở trong cốc này đúng 5 tiếng mới tan hết được cái viên đá lạnh, nên là giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Các bác uống bia rất là phù hợp, mùa hè sắp đến rồi. Đấy. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá là, nếu mà các bác lấy khoảng 5 cái đổ lại thì giá của nó sẽ là 65k trên một cái. Còn nếu mà các bác lấy từ 6 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 60k. Và từ 10 cái, riêng cái dòng ly giữ nhiệt này thì 10 cái thì bên nhà em mới bao ship, 10 cái bao ship. Ly giữ nhiệt Nhật bãi. Hàng nội địa Nhật chứ. Đấy, 10 cái bao ship. Hay riêng cái dòng ly giữ nhiệt này là thế. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy. Hàng còn nói chung là còn rất là ok luôn, nguyên túi bóng. Hàng còn nguyên túi bóng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một con mã dao siêu tầm SA78. Giá em là nhà em đang có mức giá đó là 280.000 đồng bao ship. 280k bao ship. Colombia. Đấy, hàng của USA. Hàng USA, mã SA78 này. Đẹp luôn. Đẹp và xịn sò luôn này. Cán liền thân nhé. Cán liền thân. Đấy. Dài hơn một găng tay tổng chiều dài. Dài của nó, tổng chiều dài của nó là 31cm. 31cm. Hai bên ốp gỗ. Rất là đẹp. Xịn sò luôn. Có bao da đàng hoàng, có bao vải chứ không phải bao da, bao vải. 280.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cây mã này. Đấy, mã dao siêu tầm SA78. 280k và bên nhà em bao ship. 280.000 bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bơm 2T, bơm dẫn chân. Hàng nội địa Nhật. Stanley Made in Japan. Đẹp xịn sò luôn nhé. Các bác bơm xe máy, bơm xe đạp, bơm ô tô đều được.
Con này thì hàng mới nguyên hộp. Hàng mới nguyên hộp luôn, Staley luôn. Đấy, xịn sò. Nhận hàng các bác cứ mở ra xong là các bác bơm luôn. Xì hơi của xe máy của shipper đi các bác bơm lên là được. Cho nó dễ. Đấy. Hàng của Staley, hai ống ti cực kỳ chắc khỏe luôn. Khung của nó này, khung gầm của nó này. Đấy. Dây của nó là dây chịu áp lực nhé. Dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn, dây chịu lực. Đấy. Còn đây là cái đầu van của nó. Ở đây thì nó có những cái bơm bóng với bơm sơ cua. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy. Đấy, để các bác bơm các bác dẫn bằng chân. Đấy, các bác bơm các bác dẫn bằng chân. Xịn. Xịn sò chất lượng. Bơm 2 ti bơm dẫn chân. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng và bên nhà em bao ship. Bơm 2 ti bơm dẫn chân. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bạn cái mã này nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một dòng mic Mỹ. Hàng nguyên siêu luôn nhé, khi các bác đến tay các bác là hàng nguyên siêu luôn, các bác bóc siêu luôn. Đó, hàng này này 100% này, Made in USA này. Chất lượng thì xịn sò luôn rồi. Này, còn con này em đã bóc sẵn cho các bác rồi. Nó sẽ gồm có cho chúng ta này, một cái dây mic này. Một cái mic này. Dây của nó này. Đấy. Hàng này thì hai đầu, dây hai đầu, các bác về các bác cắm vào đây. Đây, các bác cắm đúng cái rãnh của nó nhé. À, khi mà shipper giao hàng ấy thì các bác bảo shipper đợi một chút rồi các bác cắm các bác nghe thử cho em luôn. Đấy, các bác cắm các bác nghe thử cho em luôn này. Một mic một dây này. Hàng của USA. Các bác cứ bóc siêu ra cho em để các bác kiểm tra thoải mái luôn nhé. Đấy, hàng của Made in USA này. Hàng của Mỹ này. Một cái dòng mic dây như thế này, bên nhà em đang có mức giá của nó là 290.000 đồng. 290.000 đồng và bên nhà em bao ship. Hàng của Mỹ này, mang đến USA của Mỹ. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm là nhà em nó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán. Đó, nên là không phải sợ lo lắng gì cả đâu. Nên là các bác cứ yên tâm. Mic Mỹ nhé, ở đây thì nó lại khác này. Cái công tắc bật tắt của nó sẽ nằm ở giữa này. Đây các bác vặn ở đây. Đấy, chứ không phải như bình thường là các bác gạt ở đây, nhưng con mic Mỹ của nó khác. Hát karaoke rất là tuyệt vời. 290.000 đồng bao ship nhé. 290k bao ship mic Mỹ. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà mới về thêm đó là một cái dòng mẫu kính này. Kính rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Một con kính này thì nó sẽ là mặt của nó chống chảy xước. Mặt của nó chống chảy xước các nhé. Hàng bên đằng sau đây, khung của nó này. Rất là đẹp luôn, rất là thanh cảnh luôn. Hàng này thì của nó là Made in Jaeger. Made in Jaeger này. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Đấy. Xịn sò và rất là đẹp. Một dòng mắt kính thời trang. Đấy, các bác đi nắng, các bác ngồi trên ô tô, các bác cũng không sợ bị mỏi mắt các thứ nữa đâu. Hàng này rất là chất lượng luôn nhé. Các bác lên cho em cái mã này là mã D95. D95, mã kính D95. Hàng đẹp luôn này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. D95 Marian Fak D95. Các bác lên cho em mã này là mã D95 này. 350k. 350.000 đồng cái mã D95 này, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra đúng cái mã nhà em quảng cáo luôn thì là chúng ta mới thanh toán. D95 350.000 đồng. Một cái con tiếp theo. Một cái mã con này thì hàng thương hiệu của nó là Dita. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. Rất là xịn sò này. Các bác về các bác lau các bác sử dụng rất là ok luôn. Đó. Khung gọng của nó này. Thương hiệu Dita. Nuột nà luôn. Nuột nà và xịn sò luôn. Hàng của Italy. Hàng của Italy này. Chất lượng luôn nhé các bác nhé. Hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn. Riêng hàng nhà em thì các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Đây.
rất là chất lượng luôn. Các bác lên cho em mã này là mã D D96. D96. Con này thì giá của nó sẽ là 250k thôi. D96. 250k. Và mã này bên nhà em bao gồm phí ship nhé. Mã này bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. D96 250.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái sản phẩm tiếp một con Solex này. Em sẽ giới thiệu luôn hai loại luôn nhé. Thì để em lên mã cho nó dễ. Hàng này của nó là cũng là hàng mới xịn sò luôn. Đấy. Đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn này. Đẹp không tì vết luôn. Con này thì nó là mạ vàng 14K. Nó là mạ vàng 14K này. Solex này. Famicom của Pháp. Đấy. Hàng khi bác nhận hàng nhé, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đấy, Solex. Hàng đẹp xịn sò luôn. Famicom của Pháp. Hàng này mạ vàng 14K. 14K. Con này thì khi các bác mua hàng thì được sẽ được tặng kèm theo đó là một cái bao da. Đấy, bao da cũng là của Solex luôn. Bao da cũng là của Solex luôn. Hàng xịn sò. Con này các bác lên cho em mã này là D97. D97 nhé. 9D97 700k với bên em bao ship. D97 700k. Bao ship. Bao ship mạ vàng 14k có nhé. Hàng có bao da. Của Solex luôn, hàng xịn sò luôn nhé. D97 700 ngàn đồng bao ship này. Còn đây, một cái mã nữa, nó hai mã, cái dòng này nó hai mã. Đấy, mắt của nó khác nhé. Mắt của nó khác. Con này cũng là của Solex, con này cũng là Famicom. Con này cũng mạ vàng 14K. Đều là mạ vàng 14K. Hàng của Famicom luôn nhé. Cực kỳ xịn luôn, Solex, mắt kính đẹp luôn, đấy. Đúng hàng như nhà em quảng cáo luôn, đúng hàng như nhà em quảng cáo luôn này. Con này thì cũng tặng kèm theo đó là bao da cho các bác luôn này, cũng tặng kèm theo đó là bao da cho các bác luôn. Solex, con Solex này thì giá của nó sẽ là 700k nhé. Cái dòng này là hàng xách tay nhé, hàng xách tay nên là giá của nó cực kỳ tốt luôn. Hàng xách tay giá cực kỳ tốt luôn. Hàng về số lượng thì thực sự với các bác luôn là nó không có nhiều. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã D98 700k. D98 700.000 đồng bao ship. Số lượng của nó có hạn nhé. Đây mỗi con này nó chỉ còn có hai cái thôi ở trong thùng khui ra. Đấy, số lượng của nó không có nhiều đâu các bạn. Số lượng của nó không có nhiều đâu. Một con tiếp theo, một con kính của Ray-Ban. Con này thì còn cả vỏ hộp này luôn này. Đấy, trước kia thì lúc đầu tiên thì nó chỉ có kính thôi. Đợt sau này tìm thấy cả vỏ hộp. Con này thì của nó sẽ có cho các bác đó là đầu tiên nó là sách. Trong này có đầy đủ giấy tờ. Đầy đủ giấy tờ. Bao da đấy, hàng của Ray-Ban cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn nhé. Ray-Ban khung gọng rất là chắc chắn, hàng rất là đẹp. Con này đây, Made in Italy, Made in Italy, hàng nét luôn. Hàng cực nét cực xịn. Hàng cực nét cực xịn luôn nhé. Đó. Một con kính của thương hiệu Solex. Có bao da nhé. Đầy đủ bao da cho các bác luôn. Đó. Đầy đủ bao da. Con này thì có cả vỏ hộp ngoài này. Có cả giẻ lau này. Nguyên tai nguyên kiện xịn sò luôn.
Mã này là mã D99. Mã D99. Hàng này là hàng VIP nhé. Hàng VIP luôn. D99. D99 này. Giá của nó sẽ là 700k và bên nhà em bao gồm phí ship. D99 700k bao ship, mã D99 còn hộp luôn, có bao da. Một con tiếp theo, con này thì siêu cấp VIP Pro rồi. Đấy, siêu cấp VIP Pro còn một con duy nhất. Nó sẽ có cho các bác đó là đầy đủ này, em hôm qua bóc ra rồi. Còn nguyên bao, nguyên đai, nguyên kiện. Có cả bao da, có cả bao vải các bác luôn. Đấy, có rẻ lau kính này. Có bao vải để các bác đựng kính này. Đầy đủ, nói chung là gọi là đầy đủ cho các bác luôn. Trong hộp, nó nằm trong hộp này. Hàng VIP luôn nhé. Con này hàng VIP luôn này. Các bác thấy có thể bẻ cong này nên là các bác không sợ bị va đập các thứ đâu. Đấy, hàng này thì các bác về sử dụng rất là tốt, rất là bền, rất là đẹp. Khung viền của nó này. Khung viền của nó này. VN này. Con này thì Louis. Louis hàng của Italy, Made in Italy. Đấy, thương hiệu Louis này. Đẹp chất lượng xịn sò luôn. Đẹp chất lượng và xịn sò luôn nhé. Nhận hàng nhà em thì riêng cái dòng kính này các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé. Đấy, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Nó đúng như nhà em quảng cáo luôn. Và con này bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 950k. 950k và bên nhà em bao gồm phí ship luôn. Hàng nguyên hộp này. Hàng nguyên hộp này. Louis. Mã này là mã 100, D100. D100 950k bao ship toàn quốc, hàng của Italy, hàng cực kỳ chất lượng luôn, thương hiệu Louis, hàng còn mới nhé, nguyên hộp và tất cả đầy đủ luôn này. Đấy, khi các bác nhận hàng nó sẽ đầy đủ như thế này luôn. 950k, 950k bao ship con kính của Louis. Một cái mã tiếp theo xịn sò chưa, các bác có thể nhìn thấy kính con này đổi được màu nhé, con này đổi màu, riêng con này cũng đổi màu. Hàng này thì nó là hàng đây, hàng của USA này, hàng Mỹ này. Đấy, các bác yên tâm nhé, hàng nhà em ấy là cứ đúng như quảng cáo, nhà em quảng cáo như trên video như nào thì khi các bác nhận hàng là nó sẽ đúng như vậy, là nó sẽ đúng như vậy. Ngoài ra thì đợt này ấy, con này sẽ được tặng kèm theo cho các bác đó là một cái bao da ngẫu nhiên nhé, có khi là bao da như thế này. Đấy, nhưng mà có khi bao da như này tại vì hôm nọ em về ấy, đấy, hôm nọ em về thì em trong thùng ấy, thì mình cũng em cũng không kiểm tra đâu, thì đợt đầu bán được rất là nhiều những cái lô kính, mấy cái lô kính này thì là đầu tiên nó không có bao da, đầu tiên nó sẽ không có bao da, thì bây giờ thì tìm được ở dưới đáy thùng thì nó sẽ còn rất là nhiều. Đấy, nên là sẽ tặng kèm theo các bác cái này có bao da luôn. Thì bao da của nó sẽ là ngẫu nhiên nhé, chứ không phải là bổ là bao da của Solex hay là bao da của Ray Ban, nhưng nó sẽ có bao da. Đây ví dụ em, để em ví dụ cho các bác, để em bỏ tạm cái kính ra. Đấy, nó sẽ có cái bao da như này, để các bác đặt vào. Đấy, thì là nó sẽ có, thì là nó sẽ có nhé. Đấy, thì các bác thông cảm nhất là cái vỏ ngoài này của nó là khác, còn bên trong của nó thì là sẽ khác. Đó, thì đợt này nó dư thì em tặng kèm các bác luôn, tại vì cái hàng này nó là hàng cao cấp, những cái dòng hàng cao cấp thì mới được tặng nhé. Con này thì mạ vàng của nó là mạ vàng 18K này, mạ vàng 18K, đợt này sẽ tặng kèm thêm cho các bác luôn đó là vỏ bao da luôn. Đấy, đợt này sẽ tặng kèm thêm các bác đó là vỏ bao da, hàng đẹp, mạ vàng 18K 1/25. Các bác lên cho em mã này là mã 101. 101 nhé. Nhưng mà các bác đặt cái kính này thì các bác nhắc nhớ nhắc em là nhớ tặng kèm bao da nhé, không để đến lúc mà em lại quên ấy. Thì là kiểu là nhân viên nó chưa quen ấy thì nó lại quên, thì các bác nhớ để em còn ghi vào hóa đơn. Mã D101.
D101 700k bao ship. Hàng này số lượng hình như còn một con hay hai con thôi. Đấy, các bác nhanh tay. Đấy, D101 700.000 đồng bao ship. Một con tiếp theo. Một con kính của Louis nữa. Con này thì xịn xò luôn, cũng xịn xò luôn này. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn đây, các bác có thể nhìn thấy. Kính này chống xước, chống các thứ cực kỳ tốt luôn. Đi nắng đi mưa các bác đi thoải mái. Đẹp. Phải nói là đẹp. Louis này. Con này thì hàng của Louis Italy. Louis Italy này. Cái mã kính này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 370.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã D102. Con Louis này. Đấy, khi các bác nhận hàng nhé là đúng như nhà em quảng cáo luôn, hàng chất lượng luôn. Đấy. D102. D102. 370k bao ship. D102 370.000 đồng và bên em bao ship mã D102 này. Một con tiếp theo. Con này kính trong Army. Army. Chất lượng luôn nhé. Army cực kỳ chất lượng luôn. Con Army này thì nó là hàng của Italy. Ba trăm năm mươi k nhé. Các bác lên cho em mã này là mã D103. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn nhé. Các bác đeo cái này phối đồ rất là dễ luôn. D103 350k bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. D103 130 350k bao ship toàn quốc. Một cái mã tiếp theo. Một con kính này. Đấy, con này thì số lượng còn hai con này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng này thì hàng của American Optica USA. Đúng như nhà em quảng cáo. Đúng như nhà em quảng cáo luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn. Một điều đó là kiểm tra hàng nhé. Kiểm tra hàng thoải mái. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Khung thép, khung của nó rất là chắc chắn, bền, đẹp. Mềm dẻo luôn. Chắc chắn, bền, đẹp và mềm dẻo. Mềm dẻo. Các bác lên cho em mã này là mã D104. D104. D104 350k. D104 350.000 đồng nhé. D104 350.000 đồng. Và bên nhà em bao ship luôn. D104 350k bao ship. Một con mã tiếp theo. Một con Gucci. Hàng này cũng rất là nét nuột. Hàng này cũng rất là nét và nuột này. Đó. Xịn xò. Nét luật và xịn xò luôn. Con này Gucci này. Đây. Italy. Đẹp, chất lượng. Hàng đẹp và chất lượng luôn. Con này thì giá đợt này đang sale.
Giá này đợt này em đang sale cho các bác luôn. Mã D105. D105 này. Hai trăm năm mươi k và bên nhà em bao ship cho các bác mã D105 này nhé. D105 250.000 đồng và bên nhà em bao ship mã D105. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé các bác nhé. Một con tiếp theo đây. Một con cũng Gucci nhưng mà kiểu dáng mắt của nó khác. Kính chống trầy xước cực đẹp luôn nhé. Gọng của nó, tất cả gọng của nó đều mềm dẻo, dễ sử dụng. Hàng này sử dụng rất là ngon luôn. Hàng của Italy nhé. Cái dòng này hàng của Italy này. Các bác lên cho em mã này là mã D10. Nãy là bao nhiêu rồi nhỉ? Các bác lên cho em mã này mã D108. D108 nhé. D108 250k. Vẫn bao ship nhé, xà le cho bác nhưng vẫn bao ship cho bác đàng hoàng luôn. D108 250k bao ship. Một con VN. Con này Louis. Thoải mái luôn, xịn sò. Khung kính của nó này. Hàng của Louis. Các bác lên cho em mã này là mã D109. D109. Cũng xa le cho bác với giá 250k luôn. D109 250k bao ship. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác. Một combo hộp đựng thực phẩm. Cái dòng này thì nó còn có thể dùng được cho cả lò vi sóng này các bác này, nên là rất là tiện lợi nhé. Ở đây thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là 1 2 3 4 5 6 7 8 cái hộp. Và nó là 1 2 3 4 5 loại. Đấy, thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết của nó này. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 3 cái dung tích 300ml, 2 cái 600, 1 cái 900, 1 cái 1350 và cái cuối cùng của nó là 2200 là cái to nhất. Nắp nhựa của nó là nắp mềm dẻo. Nắp mềm dẻo này, khi các bác đặt vào nó hút rất là kín này, nó rất là kín đáo. Nên là các bác ví dụ các bác đựng mít, đựng sầu riêng mà các bác để trong tủ lạnh thì nó sẽ không bị mùi. Đó, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã combo hộp đựng thực phẩm. Đấy, 8 món và 5 chi tiết. Xịn. Đầy đủ luôn nhé các bác nhé. Mua con này thì có to có bé, đầy đủ các loại để các bác về các bác có thể sử dụng luôn. Mà giá của nó thì lại rất là mềm. Giá của nó chỉ có 280.000 đồng thôi. Giá của nó chỉ có 280.000 đồng và bên nhà em bao ship 280k bao ship cho các bác cái mã combo hộp này. Đó. Một cái mã tiếp theo, một con đèn năng lượng mặt trời đường này. Con này thì nó có cả điều khiển nhé, để các bác đứng dưới các bác có thể điều khiển được thoải mái. Con này thì mùa đông các bác cũng không sợ là nó nhanh hết pin đâu. Tại vì nếu mà các bác không có người đứng dưới, không có người đi qua ấy, thì độ sáng của nó chỉ giảm, nó sẽ giảm tự động giảm xuống 50%. Còn nếu mà có người đi qua hay đứng dưới thì nó sẽ tự tăng độ sáng lên 100%, nên là nó rất là bền luôn. Công suất 120W. 1 2 3 4 5 6 mắt đèn. 6 mắt đèn. Đấy, trời nắng các bác tự sạc. Con này thì các bác về làm thêm cái ống sắt các bác lắp ở đằng sau này và các bác treo nó lên là được. Đấy, kích thước của nó nhé. Tổng chiều dài của con này là 63 cm.
chiều ngang của nó sẽ là 24,5. Công suất 1000 một con này, công suất 120W. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, bảo hành cho bác 1 năm. Đấy, lỗi đổi mới. Bảo hành cho bác 1 năm lỗi đổi mới bên nhà em luôn. Con này thì nếu mà các bác muốn thay pin ấy, thì các bác tháo ốc này ra, nhưng mà các bác sử dụng khoảng 5-7 năm thì các bác mới có thể thay. Đấy là thực tế. Giá của con này sẽ là 520.000 đồng. Giá của nó sẽ là 520k. Và cái mức giá này đã được bao phí ship rồi. Và cái mức giá này đã được bao gồm phí ship rồi nhá. Nên là các bác cứ yên tâm, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái bên nhà em luôn. Bao cho các bác, thứ nhất là khi nhận hàng không bể vỡ. Đấy, bể vỡ thì các bác không nhận. Đấy, thứ hai là bảo hành cho các bác cực kỳ bền luôn và cực kỳ yên tâm. Đèn bi, tấm cái này các bác lên cho em mã này, mã đèn năng lượng mặt trời đường nhé. Đèn năng lượng mặt trời đường 520.000 đồng và bên nhà em bao phí ship nhé. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với số hotline bên nhà em đang ở góc màn hình đây nhé. Đấy, quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em nhé. Quý cô bác anh chị ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline bên em 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.